địa cầu đã chạm mốc 8 tỷ người, nhưng không ít người than thở trên mạng rằng tại sao mình vẫn là người cô đơn. Họ cho biết đôi khi cảm thấy cô đơn hoặc bị bỏ rơi. Theo chỉ số cô đơn của Hoa Kỳ, gần một nửa số người Mỹ, cuộc khảo sát tương tự cho thấy cứ 5 người thì có một người cho biết họ hiếm khi hoặc không bao giờ cảm thấy gần gũi với mọi người, hoặc cảm thấy như có những người mà họ có thể nói chuyện cùng. Lý do nào khiến bạn lạc lõng bơ vơ giữa địa cầu này ngày một chật trội hơn? Cô đơn đôi khi có thể là thể chất. Chúng ta có thể bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình, một số ở trên giường bệnh, phòng giam hoặc một nơi nào đó xa những người thân yêu. Tuy nhiên, sự cô đơn không chỉ bị ràng buộc bởi địa lý, có thể được bao quanh bởi bạn bè và vẫn cảm thấy cô đơn tuyệt vọng. Tâm trí trở thành nhà tù của chính họ với những suy nghĩ xâm nhập, tiêu cực và lo lắng. Ai sẽ hiểu được chiến trường bên trong? Chúng ta có thể cảm thấy cô đơn về thể chất, cảm xúc và thậm chí cả tinh thần. Trong những lúc cảm thấy cô đơn sâu sắc, chúng ta có thể hỏi Chúa ở đâu? Thi Thiên 42 câu 9 câu 10 nói: tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là hòn đá tôi rằng: cớ sao Chúa quên tôi? Nhân sao tôi phải buồn thảm vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi? Trong khi những cừu địch tôi hằng ngày hỏi rằng: Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì chúng nó sỉ nhục tôi khác nào làm gãy các xương cốt tôi. Tiếng kêu phát ra từ một người cảm thấy bị lãng quên và bị người khác chế nhạo giữa nỗi đau của họ. Họ đang đau khổ về thể chất, cũng như bị ảnh hưởng bởi những lời nói của những người chống lại họ. Trong những lúc đau khổ, sự cô đơn có thể trở nên khó chịu hơn, khao khát sự an ủi của người khác, và đặc biệt là sự hiện diện của Chúa, rõ ràng là nhức nhối. Trong những thời điểm này, điều quan trọng là phải nắm vững lẽ thật rằng Đức Chúa Trời có quyền tề trị trên tất cả và Ngài ngự trong chúng ta bởi Đức Thánh Linh Ngài. Dù bên ngoài hay bên trong chúng ta đấu tranh với sự cô đơn, khó khăn như thế nào, chúng ta phải bám chặt vào sự thật đáng kinh ngạc là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nếu chúng ta bắt đầu nghi ngờ về sự gần gũi của Chúa với chúng ta, điều đó có thể khiến chúng ta cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chỉ có một người từng sống trên thế gian bị Đức Chúa Cha từ bỏ, đó là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Chúa Giêsu đã kêu cầu Cha của Ngài từ thập tự giá, vì chính xương cốt của Ngài phải chịu đau đớn chết chóc. Chúa Giêsu kêu lên trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 46: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chính sự bị từ bỏ của Đấng Christ đã cho phép chúng ta đến gần Đức Chúa Trời ngày nay. Tương tự, chính Chúa Giêsu là Đấng gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Toàn bộ tội lỗi con người đè lên xác thịt hoàn hảo vô tội của Ngài. Ngài trở nên giống chúng ta để chúng ta có thể trở nên giống Ngài. Như có nói trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21: Đức Chúa Trời đã khiến Đấng vô tội trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Ngài chúng ta được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Những lúc cảm thấy cô đơn, băn khoăn không biết Chúa ở đâu, chúng ta có thể hướng tâm trí mình lên thập tự giá để nhắc nhở mình về vực sâu mà Ngài đã đi để đem chúng ta về với Ngài. Chúng ta có thể được an ủi rằng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh, Ngài đang ở với chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng rằng Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài đang sống và ngồi bên hữu Cha Ngài. Ngài sống để truyền cầu cho chúng ta. Hebrew đoạn 7 câu 24 câu 25 chép: nhưng Ngài vì hằng có đời đời để giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay, bởi đó Ngài có thể toàn cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.
Chúng ta có một đấng cứu rỗi cứu chúng ta đến cùng và tiếp tục hành động thay cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha. Khi trải qua những lúc cô đơn, chúng ta có thể coi đó là thời lời mời đến trước mặt Vua Vinh Hiển. Những mối quan tâm, lo lắng, sợ hãi và cảm xúc của chúng ta quan trọng đối với Chúa Giêsu. Chúng ta không cần phải suy ngẫm về cảnh ngộ của một mình, nhưng hãy yên nghỉ trong lời hứa rằng chúng ta mang những gánh nặng của mình đến cho Ngài. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta trao gánh nặng của mình cho Chúa và Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta, như Thi Thiên đoạn 55 câu 22 đã dạy. Chúng ta phải trao mọi lo lắng của mình cho Ngài vì Ngài quan tâm đến chúng ta. Hãy cầu nguyện với Ngài, nói, hát, than thở, khóc lóc. Hãy tuôn đổ tất cả trước mặt Chúa vì Ngài quan tâm và hứa sẽ nâng đỡ chúng ta vượt qua điều đó. Cầu nguyện là cách thiết thực nhất để mang nỗi cô đơn này đến trước mặt Chúa. Ngài ở với chúng ta trong mọi lúc vì Ngài không ngủ, cũng không bao giờ ngủ, và Ngài hứa sẽ không bao giờ lìa xa hay bỏ rơi chúng ta. Với những người không biết Chúa và cảm thấy cô đơn, Chúa dường như xa cách hoặc không tồn tại. Sự thật là chúng ta hoàn toàn chìm trong bóng tối nếu không có Chúa Giêsu. Thế giới này cần niềm hy vọng và lẽ thật của tin mừng về sự chết, sự phục sinh và sự thăng thiên của Đấng Christ. Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Cha Ngài, nhưng đã sai Thánh Linh của Ngài đến cư ngụ bên trong những người tin Chúa trên đất. Ngài đã mở đường cho tất cả mọi người đến để biết Ngài. Khi chúng ta đến với Ngài trong sự ăn năn và đức tin, khi Ngài nghe chúng ta trong khi chúng ta còn là tội nhân và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, thì đó là lúc Chúa Giêsu chịu chết thay cho chúng ta. Không ai ở ngoài ân điển, lòng thương xót và tình yêu của Ngài. Chúng ta có thể không thay đổi được hoàn cảnh hoặc cảm xúc của mình, nhưng chúng ta có thể tin cậy Chúa Giêsu sẽ gặp chúng ta trong sự cô đơn của chúng ta. Nếu chúng ta đến trước mặt Ngài, tin tưởng rằng Ngài là Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian tan vỡ của chúng ta để cứu rỗi, thì chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn. Chúa Giêsu biết thế nào là bị những người nghèo, những người theo Ngài bỏ rơi và bị cắt đứt khỏi Đức Chúa Cha khi Ngài gánh chịu cơn thịnh nộ của tội lỗi. Tuy nhiên, Ngài đã tạo ra một lối thoát khỏi bóng tối hoàn toàn, sự trống rỗng và hoàn toàn xa cách Đức Chúa Trời. Trong sự cô đơn của chúng ta luôn có hy vọng vì Chúa Giêsu. Rất dễ hướng nội khi chúng ta cảm thấy đau đớn vì cô đơn. Ngoài ra còn có sự cám dỗ, dễ bị lôi cuốn vào tất cả những thứ khác nhau để đánh lạc hướng bản thân khỏi cảm xúc của chúng ta trong những thời điểm này. Nhưng có thể có những cơ hội trong những giai đoạn cô đơn mà chúng ta không trải qua nếu không trải qua thử thách đặc biệt này. Hãy dành thì giờ cho lời của Đức Chúa Trời là lời nói, khích lệ và xây dựng. Hãy cầu nguyện để được củng cố và bước qua thời gian này với đôi mắt dán chặt vào Chúa Giêsu. Hãy bám chặt lấy Ngài. Tâm trí thường là bãi chiến trường nơi cảm giác cô đơn thực sự sau đó có thể biến thành những suy nghĩ vô ích. Nhắc nhở bản thân về Đức Chúa Trời là ai và bạn được Ngài yêu thương như thế nào, lấp đầy căn phòng của bạn bằng âm nhạc và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đấng hứa sẽ ban cho chúng ta những điều tốt lành nhất và hứa sẽ không bao giờ rời bỏ hoặc từ bỏ bạn. Có nhiều ví dụ trong Kinh Thánh dẫn đến những lúc cô đơn. Aga và Ishmael bị Abraham đuổi đi trong Sáng Thế Ký 21. Người vợ đầu tiên của Jacob là Lea phải đối mặt với nỗi đau khi thấy chồng mình yêu Rebecca hơn mình. Trong Sáng Thế Ký 29, Eli chạy trốn đến nơi hoang dã vì nghĩ rằng mình là người duy nhất còn lại tranh đấu cho lẽ thật. Ở trong Các Vua Nhất đoạn 19, Đức Chúa Trời hiện đến với Eli và nói: "Con đang làm gì ở đây?" Eli đáp: "Tôi là nhà tiên tri duy nhất còn sót lại, và bây giờ họ cũng đang tìm cách giết tôi."
Eli thành thật với Đức Chúa Trời, ông lo sợ cho mạng sống của mình và nghi ngờ làm thế nào Đức Chúa Trời có thể sử dụng hoàn cảnh của ông cho mục đích tốt, nhưng ông vẫn chọn sự trung thực với Đức Chúa Trời. Giống như một người bạn thân, Đức Chúa Trời không rời bỏ Eli trong lúc ông cần, và điều này cũng đúng với bạn, Ngài sẽ không bao giờ rời xa bạn hay từ bỏ bạn. David cũng chạy thoát thân và nói trong Thi Thiên đoạn 142 câu 4: "Hãy nhìn bên phải mà xem, chẳng có ai để ý đến tôi, không còn nơi nương tựa nào cho tôi, linh hồn tôi chẳng ai săn sóc." Trong Tân Ước, chúng ta có thể đọc về sự cô đơn sâu xa của Chúa Giêsu trong Gethsemane khi các bạn của Ngài không thể thức canh và cầu nguyện mà thay vào đó lại ngủ. Giống như dân Israel nhớ đến những phần quan trọng của bàn tay Chúa trong việc giải cứu họ, chúng ta có thể nhớ đến những việc làm của Chúa. Cuộc sống của chúng ta tràn ngập nhiều lòng thương xót nhỏ bé, được đặt ở đó bởi Đức Chúa Trời kỳ diệu của chúng ta, có thể hữu ích nếu sống trong tinh thần biết ơn, ngay cả khi cô đơn, tiến tới trong đức tin, đếm những phước lành trong cuộc sống bình thường hàng ngày của bạn. Eli tin rằng ông là người duy nhất còn lại vẫn tin vào Chúa, nhưng Đức Chúa Trời tiết lộ rằng 7.000 người Israel đã không cúi đầu thờ lạy thần Ba Anh. Có thể bạn đang ở một nơi mà bạn cảm thấy bị cô lập, bị bỏ rơi hoặc bị lãng quên. Chỉ cần nhớ rằng Ngài đang ở gần, ở rất gần bên bạn. Chúa sẽ luôn luôn ở bên bạn. Amen.